Hello, xin chào mọi người. Đây là da mặt của em sau một tháng uống thuốc kháng sinh vì làm phẫu thuật đó mọi người. Cơ địa của em là cơ địa nổi mụn chứ không phải là da mặt đẹp sẵn nha. Có những cái cơ địa người ta có ăn đồ nóng cấp mấy người ta cũng không có nổi mụn hết á. Nhưng những cái người mà cơ địa bị nổi mụn á, da dầu lỗ chân lông to giống như là em đây thì có cố gắng ăn đồ mát á, nó cũng vẫn nổi nha quý vị. Bây giờ em sẽ bắt đầu cái công cuộc điều trị da. Em sẽ điều trị da bằng serum, kem peel và mặt nạ đắp mỗi tối nha mọi người. Ba cái sản phẩm này là ba cái sản phẩm bên nhà em bán. Cái serum này á là nó sẽ chuyên chữa mụn, thâu nhỏ lỗ chân lông. Nó không có làm bong chóc da hay là sưng mặt gì của mình hết, chỉ đẹp lên từng ngày thôi. Có điều là khi mình sức á, cái màu nó hơi đen chút xíu mọi người, với cái mùi nó không có được thơm đâu nha. Thuốc đắng giả tật nha quý vị. Khi mà mình sức serum lên nó làm cái da của mình cũng tối hơn một chút xíu. Hiện tại da của em lỗ chân lông to, mụn dưới da, mụn mủ, mụn viêm nhiều, da mặt xỉn tối màu. Ở bên má thì nó có một vài cái nốt tàn nhang. Tất cả những cái video em quay đều quay bằng camera thường của điện thoại iPhone hết nha quý vị. Ban ngày thì mình xức serum, ban đêm trước khi đi ngủ thì mình đắp mặt nạ nha mọi người. Mặt nạ này mình sẽ đắp mỗi tối trước khi đi ngủ luôn, ngày nào cũng đắp hết. Sau khi mà đắp mặt nạ thì mình rửa sạch mặt, xức serum với lại chấm kem peel lên trên những cái vị trí nào mà mình bị nổi mụn viêm, hoặc là mình bị sẹo thâm, hoặc là mình bị nám. Cái kem peel này nó cũng rất là hay mọi người. Những người nào mà bị nám mảng thì mình xức hết lên trên nguyên mặt luôn, hoặc là những người nào mà cái da của mình cảm thấy nó dày, nó nặng nề, mình cũng có thể xức hết lên trên mặt của mình để mà mình peel, mình thay cái da mới. Và cái kem peel này nó thay da rất là mỏng mọi người, nó bong lăn tăn giống như là da của mọi người khô vậy thôi, chứ nó không có bong dày, cho nên mọi người không có sợ hư da đâu nha. Nhưng mà có điều á, trong cái lúc mà mình peel da có thể là mặt của mọi người sẽ bị đỏ hoặc là bị sưng, cho nên nhắm mà mình không có đi ra đường mình hãy peel. Mà mùa dịch này nằm ở nhà giãn cách, peel da là số 1 luôn á mọi người. Cái da của em về cơ bản là chỉ có một vài cái nốt mụn thâm thôi, cho nên em không có peel hết mặt mà em để dành em chấm những cái nốt mụn thâm hoặc là những cái nốt mụn viêm. Cái kem peel mà mọi người chấm lên trên những cái nốt mụn bị viêm á, nó sẹp rất là nhanh mọi người, và hoàn toàn không có để lại thẹo luôn. Bình thường á, một cái nốt mụn mà bị viêm á, nó mất tầm khoảng 1-2 tuần lễ nó mới sẹp xuống và nó mới hết thẹo cho mọi người. Nhưng mà khi mà có kem peel nó mất tầm khoảng 2-3 ngày thôi là mất thẹo luôn á mọi người. Và nếu như mà mọi người xức kem peel lên hết mặt, nó sẽ làm da mọi người trắng lên mấy tông luôn nha mọi người. Kem peel là nó sẽ thay da, trị nám, trị thâm, trị mụn, thâu lỗ chân lông và cũng như là trắng da luôn. Nhưng mà có điều nó là kem trị liệu cho nên mình không sử dụng giống như kem dưỡng. Khi nào mà da của mình đẹp rồi thôi mình phải ngưng nha mọi người. Thường hồi xưa lúc mà em chữa mụn, lúc mà da của em tình trạng còn mụn nặng nhiều á, thì em xức kem peel, em peel da xong sau đó em chuyển qua serum em xài. Tối nào trước khi đi ngủ em cũng đắp mặt nạ lên hết. Mặt nạ nó sẽ làm cho mình trắng da, cấp ẩm để giúp cho da của mình nó không có bị nhăn, không có bị lão hóa. Mà mình phải đắp mỗi tối mới thấy cái da mặt của mình nó thay đổi nhiều nha mọi người. Và đây là kết quả sau 2 tuần điều trị da của em nè quý vị ơi.